Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn. Phóng sự ngắn, Minh Sư Ruma giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những thiền sinh là người khuyết tật tại Hiệp hội Trái tim Udon Thani. Trong suốt hơn 15 năm, Minh Sư Ruma ra đời Hoằng Pháp Độ Sanh. Ngài đã từng dậm chân đến không biết bao nhiêu nẻo đường, nhận không ít học trò xuất gia và hàng trăm hàng ngàn học trò tại gia từ khắp nơi trên thế giới, châu Mỹ, châu Âu và đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Minh Sư Ruma luôn nói với chúng tôi rằng phàm là chúng sanh xuống nhân gian này đến tu học với Ngài đều là những bậc thánh nhân đã xuống nhân gian nhiều đời nhiều kiếp và quên đi cội nguồn chân thật của mình. Trong đó, có người thì trọn vẹn thân xác con người, được hưởng vinh hoa phú quý. Có người thì có một đời sống vô cùng bình thường. Nhưng có những người lại đóng vai tuồng là một người tàn tật, không được trọn vẹn thân xác con người trong kiếp này. Một kiếp sinh linh đầy gian khổ, một cõi đời cùng bão tố cuồng phong, luân hồi rồi phải trả nghiệp triền miên. Cũng bởi vì cõi đời bị vô minh che lấp, ta là minh sư tại thế của thế kỷ 21, chỉ ban pháp tu hành và tình yêu thương. Chánh pháp ta ban, nhưng vật chất cũng ban theo, giúp cho họ no miếng cơm và ấm mảnh áo. Người khuyết tật là những người thành thật, họ biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Họ cũng gắng lạc quan, sớm tối đùa vui. Cùng là người đau khổ nên họ biết quý hạnh phúc. Chân tay họ cố gắng kết nên những giỏ sách. Ta cũng tìm việc làm này cho họ ở cõi đời, để thêm tấm áo ấm, đỡ bát cơm đói lòng. Người khuyết tật lao động hăng say, chăm chỉ, lê thân xác nặng nề chứa bao nghiệp chướng. Cứ thế, họ sống hoài bởi nghiệp đã gây ra. Ta khuyên họ, quý vị hãy cố vươn lên, giữa đau thương hãy giữ tiếng cười hạnh phúc. Nước mắt ta thầm rơi mặn chát, cuộc đời họ quá đau khổ làm sao. Ai ngang qua nhớ giúp họ giùm ta, ai có thấy thì động lòng thương giúp đỡ. Hỡi muôn sinh, hãy vì người tàn tật, hãy cùng ta giúp họ ít ngân khoản tình thương. Họ cũng phải tìm mọi kế để xin nhai, họ cũng cố vươn lên để làm ra những vật chất. Ta cố gắng miệt mài kêu gọi cho mọi người ủng hộ họ một phần, để cuộc đời họ có được miếng cơm lúc đói lòng, để nuôi thân khuyết tật cho qua kiếp luân hồi đau khổ. Hỡi Thượng Đế, con xin Ngài gia hộ. Hỡi chúng sanh, hỡi thiền sinh, hãy nhìn người khuyết tật đi, lấy đó làm bài học cho đời vô thường trả vây. Có thân lành lặn thì hãy biết làm điều thiện. Đời quý vị may mắn không tật nguyền và khuyết tật thì nên mừng và cảm ơn các đấng từ bi ráng chia sẻ cho người khuyết tật chút tình thương. Đừng để mặc họ khổ, hãy nhìn họ để làm bài học. Trích bài kệ bài học Minh Sư Ruma viết ngày 9 tháng 3 năm 2021 tại thiền đường Campuchia. Thưa tất cả quý vị thiền sinh tu học pháp môn diệu âm với Minh Sư Ruma thân mến, chắc hẳn khi nghe hết bài kệ này, quý vị cũng đã phần nào hiểu được tấm lòng của Minh Sư Ruma dành cho những mảnh đời bất hạnh,
Thông qua tất cả quý vị, những người may mắn có được một thân thể lành lặn và đầy đủ phước báo hơn những người khuyết tật. Có thể một số trong quý vị cũng đã nhận được những chiếc giỏ nhỏ xinh xinh do chính những đôi tay không lành lặn, một phần cơ thể khiếm khuyết nhưng lại có một tâm hồn đẹp, lạc quan, yêu đời, giàu nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống, làm nên đời này may mắn gặp được Minh Sư Ruma có pháp tu. Trong thời dịch bệnh Covid, kinh tế khó khăn, Minh Sư Ruma đã hết lòng hỗ trợ họ, những người khuyết tật tại Udon Thani, từ lương thực thực phẩm tại thiền đường Udon Thani của Ngài, cho đến tạo công ăn việc làm cho họ bằng việc đan những chiếc giỏ nhựa có thể sử dụng thay thế túi ni lông, thân thiện với môi trường hơn cho thiền sinh khắp nơi trên đất nước Việt Nam sử dụng. Thông qua những hành động, việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn của quý vị đã góp phần cùng Minh Sư Ruma hỗ trợ những người khuyết tật trong mùa dịch bệnh khó khăn này. Quý vị hãy lắng nghe và nghiền ngẫm thật kỹ những vần kệ yêu thương chứa chan lòng từ bi bác ái của Minh Sư Ruma dành cho những người học trò khuyết tật của Ngài tại Thái Lan nói riêng, cũng như những người khuyết tật khắp nơi trên nhân gian này nói chung. Đây là cơ hội để quý vị phát huy tình yêu thương và tấm lòng rộng mở của mình. Mến chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều tình yêu thương, nhiều sự bình an, phúc lạc trong sự bảo hộ và gia ân từ Thượng Đế, từ Minh Sư Ruma. สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับผมนายเข็มพรบุญภาครับไม่ทราบมาอยู่สมาคมนานหรือยังคะผมมาอยู่ที่นี่ได้3ปีแล้วครับเข้าประทับจิตกับพระอาจารย์รูมานี่นานหรือยังคะก็มาปีแรกผมก็ก็อยู่ภาคหนึ่งก็นายกท่านก็พาไปประทับจิตกับพระอาจารย์รูมานะครับที่วัดนั่นน่ะหลังจากประทับจิตแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับไอ้ชีวิตก็ดีขึ้นแต่ก่อนก็ไม่มีงานทําที่มาอยู่ในสมาคมนี้ก็พวกเราก็ยังไม่มีงานทําใช่มั้ยพอได้ประทับจิตกับพระอาจารย์แล้วก็ภาวนาก็อยากได้มีงานมีทําที่ให้มันเป็นออเดอร์เป็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ดีครับดีใจมั้ยคะที่ได้รับออเดอร์จากพระอาจารย์ท่านก็ดีใจมากครับดีใจที่พระอาจารย์ยังให้ความให้บุญให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่คนพิการพวกเราครับรู้สึกว่าของคล้อนแรกที่พระอาจารย์ท่านสั่งขายหมดมีความรู้สึกเป็นยังไงคะโอ้นี่ยิ่งดีใจครับมีพลังและก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะครับขอบคุณพระอาจารย์รูมามากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงมั้งคะความรู้สึกที่ได้รับออเดอร์จากพระอาจารย์รูมาท่านก็ดีใจครับแต่ก่อนไม่มีออเดอร์อะไรก็มาทำไปพออาจารย์สั่งออเดอร์มาก็คิดว่าได้จังแล้วก็ดีใจมากครับเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับแต่ว่าก็ทนครับเพราะว่างานมาเยอะๆก็ดีใจแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับออเดอร์เมื่อครั้งก่อนขายหมดแล้วรู้สึกเป็นยังไงมั้งคะก็รู้สึกดีครับได้จังแล้วก็อยากให้อาจารย์สั่งออเดอร์มาเยอะๆครับเมษานี้อาจารย์สั่งมา500ใบจะทำไหวไหมคะไหวครับไหวครับขอบคุณทางคณะลูกศิษย์พระอาจารย์ที่ช่วยอุดหนุนสินค้าคนพิการหน่อยค่ะครับก็พวกเราคนพิการจังหวัดอุดรธานีก็ขอขอบคุณท่านพระอาจารย์รูมานะครับที่ให้โอกาสคนพิการจังหวัดอุดรธานีแล้วหวังว่าท่านคงจะเมตตาให้โอกาสพวกเราอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะชื่อคุณยายสมพงษ์จิตกันดีค่ะเป็นยังไงคะทำตะกร้าเหนื่อยไหมโอ้ไม่เหนื่อยค่ะดีใจที่สุดเลยที่ได้ทำงานค่ะโอ้เป็นยังไงคะดีใจมากไหมคะที่ออเดอร์ที่พระอาจารย์ท่าน
สั่งเราแล้วขายหมดดีใจที่สุดเลยค่ะอยากให้อาจารย์สั่งออเดอร์มาเยอะๆเยอะๆเลยค่ะพระอาจารย์เอาไปเวียดนามแล้วก็ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านก็ช่วยซื้อยังไงขอบคุณทางคณะลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหน่อยค่ะว่าอุดหนุนสินค้าคนพิการเป็นยังไงบ้างค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะท่านลูกศิษย์ทุกๆท่านนะคะที่อุดหนุนคนพิการค่ะที่ทำรายได้ให้คนพิการช่วยเหลือจนสุดค่ะขอบพระคุณค่ะ